Xin chào các em. Ở video trước các em tìm hiểu về mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện của dây dẫn. Thì điện trở của dây dẫn tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng điều này để làm một số bài tập. Câu thứ nhất là câu C3. Hai dây dẫn có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2 mm vuông, dây thứ hai có tiết diện 6 mm vuông. Hãy so sánh điện trở hai dây. Ta tóm tắt câu C3 như sau. Vì cùng chiều dài nên L1 bằng L2, S1 bằng 2 mm vuông, S2 bằng 6 mm vuông. Yêu cầu so sánh R1 và R2. Thì vận dụng kiến thức kết luận đó là điện trở tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn ta có như sau. Là S2 trên S1 bằng R1 trên R2. Bây giờ tay số vào. R2 bằng 6 mm vuông chia cho S1 bằng 2 mm vuông. Như vậy ta được 6 chia 2 bằng 3. Bây giờ ta tích chéo lên, tích chéo R2 lên. Như vậy R1 sẽ gấp 3 lần R2. Như vậy áp dụng mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa điện trở và tiết diện của dây dẫn. Chúng ta chuyển sang câu số 4, câu C4. Câu C4 cũng gần cũng giống câu C3, đó là gì? Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Như vậy L1 sẽ bằng L2. Dây thứ nhất tiết diện 0,5 mm vuông nên S1 bằng 0,5 mm vuông. Có điện trở R1 bằng 5,5 ohm nên R1 bằng 5,5 ohm. Dây thứ hai có tiết diện là 2,5 mm vuông. S2 bằng 2,5 mm vuông. Hỏi điện trở R2 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Thì các em biết rằng hai dây dẫn có cùng chất liệu là một này, cùng chiều dài là hai, thì sao? Thì tiết diện tỷ lệ nghịch với điện trở nên ta có được công thức S2 trên S1 bằng R1 trên R2. Từ đây ta tích chéo lên, chuyển S2 xuống, chuyển R2 lên. Như vậy ta sẽ R2 sẽ bằng S1 chia S2 nhân với R1. Bây giờ chúng ta thay số vào. S1 bằng 0,5, S2 bằng 2,5 và R1 bằng 5,5 ohm. Như vậy ta sẽ cho kết quả là 1,5 ohm. Điện trở R2 bằng 1,5 ohm. Như vậy chúng ta đã cùng sử dụng tính chất là nếu cùng chiều dài, cùng chất liệu thì điện trở tỷ lệ nghịch với tiết diện. Bây giờ chúng ta chuyển sang hai câu khó hơn là câu C5 và câu C6. Đó là khi nó không cùng chiều dài, cùng chất nhưng không cùng chiều dài thì chúng ta vận dụng như nào? Đặt sang câu C5. Câu C5 này. Một dây dẫn bằng constant loại hợp kim. Dây thứ nhất này, L1 bằng 100 m. Tiết diện của nó là 0,1 mm vuông và điện trở của nó là 500 ohm. Cũng dây dẫn constant nhưng chiều dài L2 đã bị thay đổi đi, đó là 50 m. Tiết diện S2 là 0,5 mm vuông. Hỏi R2 bao nhiêu? Thì ở câu C5 các em lưu ý rằng là gì? Hai dây dẫn này có cùng chất liệu là constant nhưng lại khác nhau về chiều dài L1, L2. Vì vậy chúng ta không thể áp dụng trực tiếp công thức tỷ lệ nghịch giữa tiết diện và điện trở được. Thì có một số cách làm, nhưng ở đây Y123 giới thiệu cách làm như sau. Ta quan sát thấy L2, L1 bằng 100 m này, L2 bằng 50 m này. Như vậy L1 gấp 2 lần L2, hay nói cách L2 bằng một nửa lần chiều dài L1. Như vậy dây thứ hai có chiều dài gấp bằng một nửa lần, bằng một nửa lần chiều dài dây thứ nhất, nên R2 sẽ bằng R1 chia 2. Vì sao? Vì chiều dài dây dẫn tỷ lệ thuận với điện trở. Quan sát cái thứ hai là về tiết diện. Ta thấy dây thứ hai có tiết diện gấp 5 lần dây thứ nhất.
Hay nói khác đi, giây thứ hai có tiết diện gấp 5 lần giây thứ nhất, tiết diện giây thứ nhất. Cho nên suy ra R2 sẽ bằng R1 chia 5. Bởi vì sao? Vì tiết diện giây dẫn tỷ lệ nghịch với điện trở. Từ hai công thức này ta rút ra kết luận R2 sẽ bằng 1 phần 10 điện trở R1. 1 phần 10 điện trở R1. R2 bằng 1 phần 10 điện trở R1. Bây giờ ta sẽ thay số vào. R1 bằng 500 ohm, vì vậy R2 sẽ bằng 500 chia 10 bằng 50 ohm. Thì chúng ta cũng lập luận mối quan hệ tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch, nhưng cách diễn đạt là khác cái bài trước một chút. Đấy là câu C5. Bây giờ chúng ta sang câu C6 cũng như vậy. Thì ở đây cũng có một sợi dây sắt L1 là 200 m², tiết diện là 0,2 mm², điện trở của dây sắt đó là R1 bằng 120 ohm. Cũng một dây sắt thứ hai L2 bằng 50 m, như vậy khác với nhau về chiều dài này. Có điện trở R2 bằng 45 ohm. Hỏi tiết diện của dây sắt thứ hai là bao nhiêu. Thì nếu bài câu C6 này mà chúng ta lập luận như câu C5 thì nó khá là dối. Vì vậy muốn áp dụng được trực tiếp cái công thức sự phụ thuộc của điện trở, tỷ lệ thuận à, tỷ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn, thì chúng ta chuyển về cùng chiều dài. Cùng chiều dài. Vậy chuyển vào cách nào chúng ta sẽ cùng làm nhé. Bây giờ tôi tính 1 mét dây thép số 1 này có tiết diện là S1 này, sẽ có điện trở là, vì 200 mét có điện trở là 120 ohm, vậy thì 1 mét sẽ có điện trở là 120 chia 200 cho ta kết quả là 0,6 ohm. Tương tự như vậy, sợi dây thép số 2 chiều dài 50 m, có điện trở là 45 ohm, vậy thì 1 mét dây thép số 2 có tiết diện S2 sẽ có điện trở R,2 là, chúng ta lấy 45 chia 50 bằng 0,9 ohm. Như vậy chúng ta thấy nhá, từ hai đoạn dây thép có chiều dài khác nhau, chúng ta đã chuyển về thành hai đoạn dây thép đều cùng chiều dài là 1 mét này. Thì khi đó là tiết diện này, đây này, lúc này sẽ tỷ lệ nghịch với điện trở, nên áp dụng trực tiếp công thức toán học lớp 7 đó là gì? Hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau thì tích giữa hai đại lượng đó không đổi, như vậy là S1 nhân R,1 bằng S2 nhân R,2. Cái công thức này thì cũng giống công thức trên thôi, nhưng đây chúng ta theo quan điểm của toán học lớp 7. Bây giờ thay số vào. S1 là 0,2 nhân R,1 là 0,6 bằng S2 nhân 0,9. Nhờ từ đây công thức này ta có S2 bằng 2/15 mm². Như vậy lưu ý qua cái bài hai bài tập C5 và C6 này, các em lưu ý rằng là muốn áp dụng trực tiếp công thức sự phụ thuộc của điện trở, tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn, thì ta chúng ta cần lưu ý là hai cái dây dẫn đó phải cùng chất liệu là một, và quan trọng hơn nữa đó là cùng chiều dài. Cùng chiều dài. Nếu nó không cùng chiều dài thì ta chuyển nó về cùng chiều dài là 1 mét cho nó dễ làm thôi. Chứ còn nếu chúng ta chuyển về cùng chiều dài là 200 mét cũng được, hoặc cùng chiều dài là 50 mét cũng được, nhưng theo quan điểm của Y3 chúng ta nên chuyển về cùng chiều dài là 1 mét thì việc giải bài toán này trở nên đơn giản hơn. Như vậy chúng ta đã vận dụng cái mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa điện trở và tiết diện của dây dẫn để làm một số bài tập. Thì bài học đến đây là hết. Y123 xin chào và hẹn gặp lại các em nha.